Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố 38 bị can sau gần 18 tháng điều tra vụ án Việt Á. Trong số này, 6 người bị cáo buộc tội nhận hối lộ là ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Hình, cựu thư ký của ông Long, Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc CDC Hải Dương, Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Minh Tuấn, cựu vụ trưởng trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế, Nguyễn Nam Liên, cựu vụ trưởng kế hoạch tài chính, Bộ Y tế. Ngoài ra, Phan Quốc Việt, tổng giám đốc Việt Á và cấp phó Vũ Đình Hiệp bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Theo đó, kit xét nghiệm COVID-19 là sản phẩm thuộc đề tài nghiên cứu do Bộ Khoa học và Công nghệ giao Học viện Quân y chủ trì, thuộc sở hữu nhà nước. Ông Long bị cáo buộc biết công ty Việt Á là đơn vị tham gia đề tài nhưng lại không đủ điều kiện để được cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm, nên ông Long đã chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cấp số lưu hành tạm thời cho Việt Á.